Lâu nay các bạn hay nghĩ kinh doanh marketing tức là cái tiếp thị, chúng ta đi khuyến mại quảng cáo tiếp thị đó ha. Nhưng thật ra marketing còn là cái việc mà tạo ra nhu cầu của khách hàng ha, tạo ra nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như Facebook các bạn, nó tạo ra một cái nhu cầu mà từ trước đến giờ, ngay cả cái thế hệ như ông bà của chúng ta đúng không? Ông bà chúng ta ngày xưa hoặc ngay cả thế hệ cô cũng không có cái ý nghĩ về một cái gọi là mạng xã hội, nơi nơi trao đổi mà lại dạng như nhật ký hàng ngày đúng không? Tạo ra một cái nhu cầu khác biệt hoàn toàn với những nhu cầu trước đây của con người. À, thì marketing cũng làm cái nhiệm vụ đó. Ngoài cái việc tìm hiểu là cái việc mà nghiên cứu marketing á ha, phát hiện ra nhu cầu thì nó còn tạo ra các cái nhu cầu mới cho khách hàng. Và cái cuối cùng của mục đích marketing tức là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Mục đích cuối cùng là như vậy thôi, để mà khách hàng có thể mua hàng hoặc là có thể tăng được cái thị phần của công ty đúng không? Công ty muốn tăng doanh thu hoặc tăng thị phần hoặc là tăng cái dấu ấn thương hiệu của mình đối với các sản phẩm đó. Cuối cùng dù cho cái làm cái việc gì thì cuối cùng cũng là để thỏa mãn khách hàng mà thôi ha. Thì marketing tóm lại là các hoạt động nào đó mà dùng mục đích để thỏa mãn khách hàng và đạt đến cái mục tiêu của tổ chức ha. Thì marketing điện tử là gì? Thì chúng ta hiểu một cách đơn giản thôi, marketing điện tử chính là cái quá trình marketing mà sử dụng các cái phương tiện điện tử ha, sử dụng phương tiện điện tử để hoạt động marketing. Thì có bốn cái quá trình, bốn quá trình mà các bạn cũng đã học trong môn marketing rồi đúng không? Bốn phần mà chúng ta phải tập trung vào trong cái quá trình marketing ha. Đó là cái chiến dịch sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến ha. Bốn cái này chính là 4P đúng không? 4P chúng ta đã học trong môn marketing ha. Để mà làm gì? Để phục vụ nhu cầu khách hàng thì chúng ta phải thực hiện tốt bốn cái chữ P này, là sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến ha. Là gì? Product, price, place và cái gì? Promotion ha, đúng không? Thì marketing điện tử cũng chính là bốn hoạt động của marketing nha, bốn hoạt động của marketing mà sử dụng phương tiện điện tử thôi. Chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy. Thì các bạn lúc nào làm bài các cái môn gì liên quan đến khách hàng, cô đi coi thi, cô thấy các bạn buồn cười quá. Môn nào các bạn cũng kêu là khách hàng, chúng ta phải đặt mong muốn của khách hàng lên trên hết, mong muốn của khách hàng là số 1, đúng không? Thì câu đó thì đúng, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng viết câu đó, tùy thuộc vào câu hỏi thôi chứ, đúng không? Chúng ta thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhưng chúng ta cũng phải đạt được cái mục tiêu của tổ chức. Bạn không thể đem hết, nếu mà chỉ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì chúng ta đem hết đồ ra tặng khuyến mãi cho khách hàng đi, xong rồi sau mấy ngày khuyến mãi thì khách hàng sẽ không đến gặp chúng ta nữa ha, không đến mua hàng của chúng ta nữa, đúng không? Phải đạt được mục tiêu của tổ chức. Tổ chức cũng chỉ có cái nguồn tài nguyên giới hạn thôi mà, đúng không? Về con người, về về tài chính cũng chỉ giới hạn ha. Nên cái việc thỏa mãn nhu cầu thật ra là cả hai bên, một bên là khách hàng, nhu cầu của khách hàng, và bên nữa là cái mục tiêu của tổ chức, đúng không? Thì làm sao cho nó có sự phối hợp giữa hai cái đó, nên là phòng marketing này luôn luôn có cái sự xung đột với phòng tài chính, đúng không? Phòng văn marketing lúc nào cũng muốn chiến dịch marketing nhiều tiền, mà phòng tài chính thì lúc nào cũng phải xem được cái hạn mức, cái ngân sách của công ty nó chỉ cho đến mức giới hạn thôi đó. Hai phòng đó đã mâu thuẫn với nhau. Thì giữa cái việc mà marketing điện tử và marketing truyền thống nó khác nhau ở đâu ha? Thì ngoài cái việc khác nhau chỗ điện tử và truyền thống thì nó giống nhau, như cô lúc nãy, giống nhau ở mục tiêu của tổ chức đúng không? Mục tiêu của tổ chức lúc nào, không phải lúc nào cũng là doanh số. Chúng ta thường nghĩ là mục tiêu của tổ chức chỉ là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, không phải lúc nào cũng như vậy ha. Trong những năm đầu mà các bạn thành lập công ty thì cái việc doanh số các bạn sẽ chưa đạt được. Các bạn chỉ với mục tiêu mở rộng thị phần thôi. Ai mà vượt qua được cái khúc ban đầu mà chịu lỗ thì người đó sẽ thắng lợi trong cái cuộc đua thị trường này thôi, đúng không? Và cái khác nhau ở môi trường, như cô nói lúc nãy, thì môi trường khác nhau ở môi trường kinh doanh. Nếu mà các bạn ở trong môi trường truyền thống, dĩ nhiên khách hàng của bạn khác nhau ha, môi trường bạn khác nhau
thì khách hàng khác nhau, tất cả các phương tiện thực hiện cũng khác nhau, đúng không? Còn môi trường thương mại điện tử thì chúng ta có mạng internet, có các cái truyền thông mạng xã hội thì cái phương tiện nó khác hoàn toàn. Lát chúng ta sẽ xem ha. Khác khách hàng của chúng ta ở trên mạng internet không phải giống như khách hàng bình thường của các bạn ha. Chúng ta không xét những cái đặc điểm như vậy mà chúng ta xét những các cái đặc điểm khác. Lát chúng ta xem như thế nào. Khác về phương thức tiến hành. Chúng ta nghiên cứu thị trường thế nào, thu thập ý kiến thế nào nó cũng khác luôn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về cái marketing điện tử xem nó khác như thế nào. Thì theo các bạn, tại sao lại phải marketing website của doanh nghiệp? Bởi vì các bạn biết đó, một ngày thì có biết bao nhiêu website ra đời đúng không? Rất nhiều website ra đời thì làm sao mà người khác biết đến mình ha? Làm sao người ta biết đến mình? Thì chúng ta buộc phải marketing nha. Chúng ta phải buộc marketing cái website hay là cái fanpage của doanh nghiệp mình nha. Và đối với các doanh nghiệp lớn, các bạn thấy như là OMO hay là Pepsi, Coca vân vân, tại sao hàng ngày người ta vẫn quảng cáo trong khi các bạn vẫn uống Pepsi, Coca ha? Bởi vì chỉ có một phút nào đó doanh nghiệp lơ đễnh ha, quên mất khách hàng thì sẽ có một cái doanh nghiệp khác chen chân vào ngay ha, chen chân vào ngay. Và chỉ cần mà doanh nghiệp đó có cái quảng cáo vô cùng ấn tượng thì khách hàng sẽ lập tức chuyển qua doanh nghiệp khác để dùng sản phẩm, những cái sản phẩm thay thế đó, các bạn thấy không? Những sản phẩm thay thế thì khách hàng rất dễ có sự chuyển đổi, chúng ta học trong cái môn kinh tế vi mô rồi đúng không? Đó. Và đối với doanh nghiệp nhỏ như doanh nghiệp các bạn thì cái việc mà marketing website hay quảng cáo các hình thức như vậy thì có thể khiến bạn, công ty bạn, khách hàng có thể nhớ đến bạn mà với một cái chi phí nhỏ hơn cái việc mà bạn quảng cáo trên TV chẳng hạn. Cái quá trình phát triển, hình thành phát triển của e-marketing nó trải qua 3 giai đoạn, giống như là cái việc mà 3 giai đoạn của thương mại điện tử vậy các bạn. Đầu tiên thì chúng ta nhớ lại xem 3 giai đoạn đó là 3 giai đoạn gì. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thông tin đúng không? Giai đoạn thông tin là khi mà doanh nghiệp của bạn đang còn nghèo đó, là bạn quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trên trên các website đúng không? Khi bạn quảng bá hình ảnh doanh nghiệp chính là bạn đã marketing cho doanh nghiệp mình đó, hoặc là marketing cho các sản phẩm của mình. Thứ hai, giai đoạn thứ hai là thương mại giao dịch đúng không? Thương mại giao dịch thì lúc này bạn cung cấp các cái dịch vụ thanh toán trực tuyến ha. Các cái dịch vụ mà cung cấp cho khách hàng như vậy để thỏa mãn khách hàng các ở giai đoạn này thì chính là chúng ta cũng đã làm một cái e-marketing. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn cộng tác. Đấy, thì chúng ta nghĩ rằng là marketing chỉ có xảy ra giữa doanh nghiệp với khách hàng thôi, nhưng thật ra marketing nó cũng xảy ra giữa doanh nghiệp với các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối đúng không? Thì nhà phân phối hay là nhà phân phối chính là cái khách hàng mua sỉ của chúng ta đúng chưa? Nhà cung cấp chính là những cái bạn hàng như thế này chúng ta có thể gì phổ biến cái tên tuổi của mình trong cái giới, trong cái lĩnh vực mà công ty đang theo đuổi ha. Đó, khi chúng ta nhiều nhà sản xuất biết chúng đến chúng ta thì chúng ta có thể lựa chọn được những cái sản phẩm rẻ hơn ha. Đó, giống như các cái loại đấu thầu hay đấu giá mà chúng ta đã xem trong các tình huống đó. Thì các hoạt động phổ biến trong marketing thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các cái hoạt động phổ biến. Hoạt động gì? Hoạt động đầu tiên là marketing bằng email. Hàng ngày và các bạn được nhận rất nhiều cái email quảng cáo thì các bạn sẽ thấy khá là phiền lòng đúng không? Thường là các bạn sẽ cho vào spam ngay ha. Spam ngay. Nhưng mà các bạn có thấy là một điều hay là chúng ta nhận email quảng cáo lúc nào cũng đúng với lại cái giới tính của chúng ta không? Từ khi bạn khai báo giới tính sai trên các địa chỉ email ha, người ta có các cái dữ liệu về về bạn, ví dụ như là giới tính, độ tuổi ha. Các bạn nam sẽ không bao giờ nhận được cái quảng cáo những cái đồ quần áo của nữ, hay các bạn trẻ sẽ không bao giờ nhận được quảng cáo sữa chẳng hạn. Đó. Thì nó tùy thuộc vào cái độ tuổi mà người ta quảng cáo khác nhau, do đó cái việc mà quảng cáo bằng email á dựa trên cái dữ liệu người dùng mà họ mua hoặc là họ có sẵn thì người ta đưa ra các cái nội dung cá biệt hóa ha, tùy thuộc vào đối tượng khách hàng.
nhớ người ta không gửi toàn bộ Việt Nam hay là tất cả trên thế giới đúng không? Nhưng mà nhược điểm như các bạn biết rồi đó, chúng ta sẽ cho ngay vào spam vì chúng ta cảm thấy quá bực mình về những cái mail đó đúng không? Mail đó không, đó là những cái thông tin không cần thiết đối với chúng ta. Như vậy thì các doanh nghiệp như bạn làm gì để mà gửi gửi email cho khách hàng? Bởi vì doanh nghiệp đến nay người ta vẫn phải dùng cái cách marketing bằng email vì nó rẻ các bạn, nó rẻ, nó lại nhắm đúng cái đối tượng ha, nó rẻ vừa đúng đối tượng. Vậy các doanh nghiệp làm gì để cho khách hàng có thể đọc mail của mình? Chúng ta xem ví dụ như là cái trường hợp của Tiki này, người ta cho các cái thông tin cần thiết ngay trên cái dòng tiêu đề subject này luôn các bạn, thấy không? Khách hàng không cần mở mail để đọc, thì khi lướt qua, dù các bạn lướt để xóa thì các bạn cũng nhìn thấy rằng là giá ổ cứng chỉ có bao nhiêu tiền, đúng không? Đó là một cách quảng cáo ngay ở đây luôn. Đây, ví dụ cơ hội trúng ngay voucher 300 ngàn gì đó là có ngay ở trên tiêu đề, đúng chưa? Thì các bạn mà quan tâm hơn thì các bạn có thể đi tìm mua các cái cuốn sách marketing bằng email ha, trong đó người ta hướng dẫn rất là cụ thể trong cái việc mà lập danh sách địa chỉ mail như thế nào, dùng các cái app gì, cái phần mềm gì để mà lọc mail, hay là gửi các tạo các cái giao diện của cho email của bạn gửi cho khách hàng đó ha. Chứ không phải lúc nào email, các bạn thấy mail đâu phải lúc nào cũng đánh một loạt chữ rồi dán vào đó, nó cũng hiện giống như trang các website đó các bạn, nó cũng có màu sắc hình ảnh chữ gửi cho khách hàng ha. Và khi mà các bạn mua email, các dữ liệu email trên mạng hầu hết là các cái mail chết ha, các bạn chỉ dùng được khoảng mười mấy đến hai mấy phần trăm trong cái tổng số mua, ví dụ các bạn mua 1.000 hay mấy chục ngàn cái mail đó ha, các bạn dùng được rất là ít. Thì chúng ta qua cái hình thức thứ hai, đó là hình thức quảng cáo. Thì hình thức quảng cáo bằng banner ads là cái gì? Là các cái ô hình chữ nhật ở trên website của bạn á. Các bạn thấy trên các cái trang web lúc nào cũng có các ô ở giữa bên trái bên phải đúng không? Thì các công ty trả tiền để được lên các cái ô quảng cáo đó. Thì giá tiền trên các cái ô của website nó cũng giống như giá đất vậy các bạn. Đất nào mà tiền thì giá đắt ha. Đất nào trong hẻm thì giá rẻ hơn, tức là trong hẻm thì giống như trong các trang con đó các bạn. Trang chủ thì lúc nào cũng đắt nhất, rồi đến các trang con, rồi các trang cháu, các trang nhỏ hơn nữa ha. Đó. Thì cái việc phân cấp nó càng càng thấp thì giá càng rẻ thôi. Còn ở ngoài trang chủ bao giờ cũng là giá đắt nhất. Thì theo các bạn, giá của cái banner ở vị trí nào thì giá đắt nhất? Thì chắc các bạn cũng đều biết ha, nó nằm ở cái vị trí ở giữa này ha. Banner home á, ngay cái giữa này ha, giữa trên cùng là giá ở vị trí đắt nhất. Vậy theo các bạn, vị trí nào là vị trí đắt thứ hai? Ví dụ như bạn Cẩm Tiên. Cẩm Tiên có đi Dạ học đại có học. cô. Theo bạn vị trí nào là vị trí đắt thứ hai? Bên trái hay bên phải? Dạ bên trái. Rồi cô cảm ơn. Bạn nghĩ là bên trái là vị trí đắt thứ hai, nhưng thật ra là không phải các bạn. Vì các bạn thấy khi chúng ta rê con chuột ha, chúng ta lướt con chuột lúc nào cũng là ở bên nào? Con chuột lúc nào cũng nằm ở phía bên tay phải của chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ cuộn con chuột một hai lần ở phía bên phải. Thì cái phía bên phải này chính là mắt chúng ta hướng về phía này ha. Hướng về phía bên phải thì giá đắt thứ hai thuộc về phía bên phải. Đó. Rồi đến các cái ở giữa này này. Đó, nó tính từ bên phải qua. Chứ bên trái thường thường như bây giờ cái menu nằm ở trên này thôi. Nhưng mà ngày trước thì cái menu nó sẽ nằm bên trái này luôn ha. Đó. Chúng ta lúc nào cũng nhìn về phía bên phải hết á, các bạn lướt điện thoại cũng vậy, các bạn sẽ cuộn phía bên phải nên banner quảng cáo lúc nào nó cũng xuất hiện phía bên này trước. Ừ. Thì người ta nghiên cứu là để tối đa hóa số lần cái chuột á, thì banner quảng cáo nên xuất hiện ở cái góc dưới bên phải, vì góc dưới bên phải luôn luôn là cái góc mà chúng ta cuộn chuột đúng không? Đó.
Chúng ta thấy đây. Đó, Viettel là một cái công ty lớn nên người ta có nhiều tiền chi cho quảng cáo, nhiều chi phí chi cho quảng cáo nên người ta chi hẳn một cái banner rất lớn ha. Banner rất lớn nằm ở đây, phía bên phải. Đó. Khắp nơi trên các cái trang mạng, cái trang báo mạng đều là quảng cáo. Các bạn thấy không? Và dù những một cái nhỏ, cái to. Rồi những cái dòng chữ này ở trong này cũng là quảng cáo này các bạn. Đó. Có cái gì đây? Khuyến mãi khủng nhất năm mừng Noel đây. Đó, nên chúng ta nghĩ quảng cáo không chỉ là những cái hình ảnh mà nó còn là những cái bài chữ trên này. Thì đối với các cái hình ảnh như thế này người ta gọi là quảng cáo bằng cái banner ha. Banner ads tức là quảng cáo bằng các cái hình chữ nhật có ảnh ở trong á. Khi các bạn xem ở các cái trang web các bạn sẽ thấy phía dưới nó có những cái hình ảnh mà chạy chạy như thế này ha. Hình như thế này. Thì nó được cung cấp bởi các cái công ty làm quảng cáo các bạn. Các công ty này là chuyên làm cho các cái công ty nhỏ hoặc các nhãn hàng mà muốn quảng cáo thì người ta sẽ liên hệ với các công ty này để đưa cái quảng cáo này lên trên các trang như VnExpress hay các trang báo mạng, các trang website trên mạng chứ không phải là bạn sẽ liên hệ trực tiếp với các trang website để hiện cái quảng cáo này ha. Thường các bạn sẽ làm quảng cáo thông qua một bên thứ ba nào đó. Thông qua một bên thứ ba nào đó. Nếu công ty mà bạn quảng cáo cái website bạn quảng cáo không chuyên về cái lĩnh vực này á ha. Ví dụ như bạn muốn quảng cáo trên VnExpress thì bạn thông qua một công ty nào đó để quảng cáo toàn diện trên các kênh các bạn. Chứ không phải chúng ta chỉ liên hệ với một kênh đâu, chúng ta quảng cáo trên nhiều loại báo mà. Nên người ta thường chu chi dùng ngân sách cho cái việc quảng cáo này là một gói trọn gói trong năm thì bao nhiêu lần quảng cáo ở đâu, vị trí nào, ở các trang mạng nào, quảng cáo ở trên TV như thế nào, quảng cáo trên các báo giấy ra sao, người ta thường có một cái gói trọn gói luôn. Và các cái công ty làm dịch vụ quảng cáo này người ta sẽ nhiệm vụ làm hết cho bạn ha. Thì cái dạng quảng cáo phía dưới mà nhỏ nhỏ có hình và chữ như thế này người ta gọi là quảng cáo dưới dạng hộp thông tin gọi là cost per click này các bạn. Có nghĩa là công ty trả giá tiền tùy thuộc vào khách hàng click vào đây ha. Một lần click thì người ta sẽ tính tiền. Đó. Và một cái loại quảng cáo nữa là khi các bạn xem, các bạn thấy khi các bạn xem trên Facebook hay là cái gì mà hôm trước xem cái gì là hôm sau có cái đó hiện liên tục đúng không? Dạng vậy, dạng quảng cáo như vậy người ta gọi là remarketing. Remarketing nghĩa là sao? Là quảng cáo lặp đi lặp lại ha. Một khi khách hàng đã có cái mong muốn của mình thì quảng cáo sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại để khách hàng có thể tăng gia tăng cái mong muốn đến mức mà muốn mua thì thôi ha. Ví dụ hôm nay bạn xem cái website Sami Nam thì hôm sau bạn xem web khác thì nó cũng hiện cái Sami Nam ở bên phải chỗ quảng cáo này ha. Đó gọi là remarketing. Một cái dạng ô quảng cáo tiếp theo là pop up ha. Pop up tức là khi mà các bạn mở một cái website á thì nó hiện một cái khung quảng cáo dưới một cái cửa sổ mới. Các bạn các bạn thường thấy quảng cáo game nó vậy đúng không? Lâu lâu các bạn đâu có chơi game đâu mà nó hiện các cái cửa sổ mà quảng cáo game. Hoặc là cái loại quảng cáo trung gian các bạn, quảng cáo trung gian thì nó giống như pop up nhưng mà nó chỉ tồn tại nháy nháy trong thời gian ngắn bao nhiêu giây và nó tự động tắt thôi ha. Doanh nghiệp của bọn các bạn cũng có thể quảng cáo bằng cách đăng ký vào các sàn giao dịch và cổng thông tin thương mại điện tử để mà quảng bá tên tuổi cho các cái bạn hàng, cho các nhà cung cấp ha, hoặc là có thể xuất nhập khẩu chẳng hạn. Vì một cái hình thức lan quảng cáo gọi là quảng cáo lan tỏa các bạn. Người ta gọi là viral marketing. Viral marketing nghĩa là sao? Viral là nó xuất phát từ cái chữ virus các bạn ha. Virus ha. Xuất phát từ chữ virus là vì sao? Nó sẽ lan tỏa nhanh theo cấp số nhân giống như là virus lan tỏa vậy đó. Một người nói cho nhiều người lại nói tiếp cho nhiều người khác, các bạn thấy không? Các cái scandal nó lan tỏa cực kỳ nhanh chóng. Giống như mấy ngày nay chúng ta xem các cái trên trên báo mạng chúng ta thấy có chị Phương Hằng livestream suốt ngày đúng không? Hoặc là mấy cái những cái về cái việc từ thiện của Hoài Linh chẳng hạn.
Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần không có kiểm soát truyền thông trong TikTok thì cái việc nó đã bị lan truyền khắp nơi. Và các bạn biết là có một bạn nào quên tắt mic cho bạn. Thì khi mà lan truyền như virus như vậy thì các bạn virus biết virus rồi đó. Có thể lúc nhỏ, lúc mà nó đang lan truyền trong phạm vi quy mô nhỏ thì chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng giống như ở Việt Nam đang ở quy mô nhỏ. Nhưng đến lúc quy mô lớn như Ấn Độ chẳng hạn thì người ta sẽ hoàn toàn không kiểm soát được nữa ha. Người ta sẽ không biết là ở đâu lây lan để mà giãn cách hay là đóng cửa chỗ này rồi bao bao vây chỗ khác lại không cho ra ngoài vân vân, các cái giãn cách xã hội đó. Nó chỉ có tác dụng khi đang ở quy mô nhỏ thôi, nên các bạn thấy các scandal của các ca sĩ diễn viên nó đến lúc phát triển ngoài cái mức kiểm soát của họ ha. Nên không phải cái quảng cáo lan tỏa lúc nào nó cũng là mang đến một cái kết quả thành công cho các công ty ha. Lúc đầu các công ty dĩ nhiên có mục đích rằng là phát tán càng nhanh càng tốt những tin tốt hay tin xấu gì đó để khách hàng biết đến mình, khách hàng thấy hấp dẫn, khách hàng mua hàng. Nhưng có khi thông tin đi sai lệch, không không đúng theo ý của công ty nữa ha, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái chiến dịch của công ty rất nhiều. Ví dụ cho các bạn một cái chiến dịch viral marketing mà cái thời đầu tiên á. Thời đó thì các bạn biết là một cái USB giá nó rất là đắt, mấy trăm ngàn, có khi lên tới hơn 1 triệu đồng một cái USB, một cái USB đó. Thì một hôm thì cái website vì mua người ta đã thông báo trên trên trang của họ là sẽ có một ngày mà gọi là flash sale, ngày đó chỉ có 1.000 đồng một cái USB thôi, mọi người hãy vào mua. Đó, đăng tải trên các báo nữa thì mọi người đến đến ngày đó mọi người vào website vì mua thì website bị sập ha. Website bị sập và công ty im luôn, các công ty không nói gì hết nguyên nhân vì sao bị sập hay cái gì hết. Ngày mai báo chí đã lên các cái dòng tin phản đối công ty này ha, là công ty lừa đảo, công ty lừa đảo. Thật ra chạy cái chiến dịch giả chứ không có cái flash sale nào hết vân vân. Nhưng mà nhờ cái trào lưu dịch đồ online đó của Vimu thì Vimu đã từ một cái vô danh tiểu tốt, một cái trang web không ai biết là ai, thì nó đã trở nên một website nổi tiếng khắp cả nước ha các bạn ha. Đó, thì có thể làm những hành động tốt hoặc xấu nhưng sau đó người ta sẽ càng nổi tiếng ha, người ta sẽ càng nổi tiếng. Đó là Vimu đã đạt được cái mục đích là quảng bá tên tuổi của mình khắp nơi. Một cái chiến dịch thứ hai là một cái chiến dịch mà các bạn biết Thủy Top đúng không? Không biết các bạn có biết không, là những cái hot girl đời đầu hay lên báo học, Hoa Học Trò đó, hay chụp ảnh cho các cái báo tin đó, thì Thủy Top lúc đó đã chụp một cái bộ ảnh mà hở hang, thật ra hở có mấy nút áo thôi nhưng mà đối với thời đó thì nó là nghiêm trọng rồi, đặc biệt là một cái hot girl tin thì không có được chụp những cái bộ ảnh mà mang tính chất là như vậy ha, thì nó ảnh hưởng đến đạo đức vân vân. Thì Thủy Top đã bị các báo đều lên án. Thì lúc đó trên các cái báo các bạn thì cứ có một bài của Thủy Top thì bên cạnh đó sẽ có một cái bài mà bênh vực của Jae Won ha. Lúc đó Jae Won chưa được biết đến nhiều nhưng mà sau cái loạt bài đó thì cứ Thủy Top bị phản ứng của các báo chí thì bên cạnh lúc nào cũng có cái sự bênh vực của Jae Won, người ta biết đến nhiều đến Jae Won ha. Jae Won là một cũng là một tạp chí thanh thiếu niên, tạp chí thanh thiếu niên và một kênh truyền hình thanh thiếu niên ở trên TV nữa các bạn. Đó, người ta sẽ các bạn người ta biết đến Jae Won rất là nhiều nhờ vào cái chiến dịch của Thủy Top ha. Thì hai bên kết hợp với nhau để mà nương theo gió mà lên. Thì chắc các bạn cũng đã từng nghe nói đến cái máy lọc nước kangaroo, máy lọc nước kangaroo. Thì cô kể cho các bạn nghe một cái chiến dịch gọi là viral marketing nữa, rất nổi tiếng của kangaroo. Đến bây giờ nó vẫn là một cái case study, là một cái tình huống mà cực kỳ nổi tiếng và gọi là tình huống lúc nào cũng nhắc đến trong các chiến dịch viral marketing hết. Thì kangaroo đã bán cái máy lọc nước. Họ đã quyết tâm bỏ nhiều tiền vào cái việc quảng cáo
máy lọc nước bằng cách thuê hẳn cái giờ giữa hai hiệp đấu bóng đá các bạn, giữa khuya vậy đó, cái giờ nghỉ giải lao á, giữa hai hiệp đấu thì họ đã hiện trên cái màn hình xanh 54 lần cái chữ và nói hét lên giữa đêm là Kangaroo máy lọc nước hàng đầu Việt Nam ha. Khi nó xuất hiện 54 lần giữa đêm vậy, bạn có thấy khó chịu không? Nó giữa hai hiệp đấu nó cứ nhắc đi nhắc lại liên tục ha, trên VTV3, đó là xếp hạng giờ vàng đó các bạn. Và lập tức các bạn tức quá, ngay các nhà báo cũng tức, thì sáng mai trên báo chí tất cả đều có tiêu đề là máy chụp tức hàng đầu Việt Nam mà, máy chụp tức hàng đầu Việt Nam đó. Mục đích ban đầu của Kangaroo là gì? Là ngày mai mọi người sẽ nhắc đến à, có các loạt báo của Kangaroo, họ dĩ nhiên họ sẽ xếp đặt các cái loạt báo riêng rồi, là máy lọc nước Kangaroo tốt như thế nào vân vân ở trên các báo. Nhưng không ngờ mấy báo chí người ta cũng viết những cái điều mà người ta không thích, chứ không phải là chỉ viết theo cái dạng quảng cáo của công ty, đúng không? Đó là máy chụp tức hàng đầu Việt Nam. Và cái chiến dịch này đã tiêu tốn của công ty một cái số tiền quảng cáo cực kỳ lớn, là tương đương với 1 năm quảng cáo của cái doanh nghiệp cỡ vừa luôn các bạn, rất là lớn. Và cuối cùng chiến dịch đã tốn rất nhiều tiền nhưng thành công hay không thì các bạn cũng đoán ra rồi đó, là sau đó doanh số bán giảm 35%, các bạn thấy không? Ừ. Do đó một cái chiến dịch viral marketing nó không phải lúc nào cũng đi đến cái mong muốn như của doanh nghiệp mong muốn. À, công ty không thể quản lý được cái nhận xét của mọi người ha, nhận xét của báo giới về cái việc mà họ cảm thấy bực mình như thế nào, công ty làm sao mà chặn đứng được ha. Nên là lúc đó mà công ty giải giải quyết cái khủng hoảng truyền thông tốt thì thể sẽ đưa đến cái thành công hơn. Nhưng mà cái việc giải quyết khủng hoảng truyền thông nó rất là khó các bạn, trong các cái doanh nghiệp hoặc là các tập đoàn luôn luôn lúc nào cũng có cái bộ phận giải quyết khủng hoảng truyền thông ha. Đó dạng như là đi bịt miệng mọi người đó, thì làm sao để bịt miệng được ha. Nên các bạn thấy sau một sự việc luôn luôn có người bênh và người chê ở trên các cái diễn đàn, trên các comment ha. Đó, các công ty lúc nào cũng phải có cái chiến dịch. Nhưng một khi mà nó đã đi quá cái mức kiểm soát của người ta thì nó đã đi đến đâu người ta cũng không có thể biết được nữa. Thì, có một loại quảng cáo tiếp theo đó là các bạn có thể quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm, các bộ máy tìm kiếm, qua các từ khóa ha. Công ty của bạn có thể bỏ cái chi phí để đăng ký trên các công cụ tìm kiếm. Ví dụ như công ty của bạn bán về quần áo, các bạn có thể mua cái từ khóa quảng cáo là từ quần áo ở trên Google. Một khi khách hàng search với chữ quần áo nó sẽ hiện lên. Và các bạn thấy các doanh nghiệp có chữ QC là những doanh nghiệp quảng cáo ha. Đến nay trên Google cái chữ QC này quá nhiều, đến bao nhiêu trang luôn, rồi mới đến cái doanh nghiệp mà khác. Đây các bạn, bây giờ muốn mà lên những cái trang đầu đến trang 10 chẳng hạn thì bạn buộc phải trả tiền quảng cáo thôi. Thế còn những cái này là những trang mà khách hàng mua rất nhiều ha. Ví dụ như search báo chí thì báo Tuổi Trẻ, VN Express gì đó nó ở hàng đầu rồi. Nếu bạn ra một tờ báo mới thì không biết bạn ở trang thứ mấy trăm nữa, đúng không? Đó. Do đó các doanh nghiệp hầu hết là phải bỏ tiền để mua cái từ khóa ở trên này. Ví dụ từ khóa điện thoại chẳng hạn, này các bạn thấy không? Quá nhiều doanh nghiệp quảng cáo. Và chúng ta qua phần thứ tư. Chúng ta sẽ xem các cái hình thức nghiên cứu thị trường như thế nào. Các bạn đừng có nhầm lẫn giữa việc nghiên cứu thị trường và việc quảng cáo ha. Nghiên cứu là gì? Chúng ta đi tìm cái nhu cầu của khách hàng ha. Chúng ta đi xem xét nhu cầu của khách hàng ở sản phẩm nào. Ví dụ như là trước khi đưa ra cái sản phẩm sữa ngũ cốc, sữa có hạt óc chó gì đó chẳng hạn, của cái công ty sữa đậu nành nhé. Công ty sữa đậu nành chẳng lẽ kinh doanh mãi cái sữa đậu nành đúng không? Sau đó người ta kinh doanh các loại sữa hạt khác. Thì hạt gì mà khách hàng thích, hạt gì mà bổ, hạt gì như thế nào thì họ phải qua cái bước nghiên cứu thị trường ha. Qua cái bước nghiên cứu thị trường để biết được thị trường muốn gì, thích gì, từ đó mà điều chỉnh sản phẩm của mình ha. Các cái phương pháp nghiên cứu thị trường, lát nữa chúng ta sẽ làm cái tình huống P&G, tức là người ta hỏi các cái hình thức nghiên cứu thị trường nào, thì các bạn lưu ý trả lời các hình thức nghiên cứu thị trường chứ không phải là các bạn trả lời là các hình thức quảng cáo nha.
Có các hình thức nghiên cứu thị trường bao gồm là phỏng vấn nhóm khách hàng nè, phỏng vấn sâu, điều tra câu hỏi qua mạng. Tuy nhiên cái việc những cái việc này trong môi trường internet thì nó khác với môi trường truyền thống các bạn. Khi các bạn phải phỏng vấn nhóm khách hàng trong môi trường truyền thống bình thường, các bạn sẽ tập hợp một nhóm khách hàng lại, sau đó các bạn sẽ bắt đầu hỏi khách hàng các câu hỏi sâu hơn ha. Như các bạn học trong môn phương pháp nghiên cứu á, các bạn sẽ thấy, không biết các bạn học phỏng vấn sâu không? Thì khi chúng ta phỏng vấn sâu khách hàng thì sẽ biết được cái suy nghĩ của khách hàng hơn. Thì trong môi trường mà thương mại điện tử thì các bạn phỏng vấn qua các cái forum, các cái phòng chat hoặc là phỏng vấn qua video ha. Đó. Thì cái việc mà phỏng vấn khách hàng này á, khi chúng ta phỏng vấn trực tiếp khách hàng sẽ khá e dè đúng không? Khá e dè trong việc đưa ra ý kiến, người ta sợ rằng là ý kiến của mình không đúng, mình sẽ bị nhận người khác đánh giá về việc ý kiến như mình như vậy, người ta sẽ quy thành tính cách của người nào là người keo kiệt, người gì đó mới có những ý kiến đó, rồi người tiết kiệm mới có ý kiến đó vân vân. Đó, người ta sẽ bị sợ bị nhận xét về tính cách, rồi sợ bị cho rằng ý kiến đúng ý kiến sai vân vân. Tuy nhiên trên môi trường mạng thì các bạn biết rồi đó, khi mà không ai biết thấy mặt mình thì các bạn thoải mái đưa ra ý kiến. Vì quá thoải mái thì sao? Ai đảm bảo rằng là ý kiến này là đúng là ý kiến của bạn, đúng không? À, giống như là trong cái vụ việc bà Phương Hằng Đại Nam vừa rồi, bạn đã trao trao 1 tỷ cho cái anh hacker, anh tìm được cái người mà luôn anti-fan, lúc nào cũng phản đối bà ở trên các cái trang mạng á, ha. Thì thật ra là một anh công nhân thôi các bạn. Thì tự do đưa ra ý kiến nên là phản đối, dùng những cái từ ngữ ha, từ ngữ gọi là lăng mạ rồi sỉ nhục gì nữa ở khắp các diễn đàn đúng không? Khi tự do quá thì người ta mà không thấy mặt thì người ta sẽ không đảm bảo rằng cái đó là cái ý kiến thật của người ta. Người ta nhiều lúc có những bộ phận chỉ chuyên gia là comment những cái tiêu cực ở trên mạng thôi à. Đó là cái sự thích thú của người ta, còn nếu gặp mặt có khi người ta cũng không dám nói điều đó. Do đó cái nhược điểm của việc phỏng vấn ở trên mạng là cái tính chân thật của nó ha, và là nó còn yêu cầu kỹ thuật nữa. Đối với cái những cái người ở độ tuổi lớn tuổi, người già chẳng hạn, thì người ta không có rành internet ha, chẳng hạn như việc dạy qua Zoom, dạy qua cái Google Meet này các bạn ha. Đối với thầy cô già thì đúng là nó gặp nhiều cản trở, nhiều khó khăn đúng không? Và cái việc tiến độ thực hiện phỏng vấn này nó tốn thời gian rất là lâu mà không biết là có chân thực hay không đúng không? Tuy nhiên người ta vẫn phải thực hiện những cái phương pháp này bởi vì nó rẻ tiền, và đặc biệt đối với bây giờ các bạn thấy không, cái thời buổi mà Covid này người ta không thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng thì người ta phải buộc phải phỏng vấn nhóm khách hàng thông qua mạng thôi. Thứ hai là phỏng vấn các chuyên gia, phỏng vấn các chuyên gia các bạn ha. Ngày trước khi mà trong môi trường truyền thống á, các bạn muốn phỏng vấn các chuyên gia như giám đốc vân vân, các bạn buộc phải có giấy giới thiệu ha, các bạn buộc phải đến đến gặp các giám đốc. Tuy nhiên họ cũng không phải lúc nào cũng có thời gian dành cho bạn đúng không? Thì cái phỏng vấn thông qua thư điện tử hoặc cái hoặc là phỏng vấn thông qua chat hoặc qua video thì các bạn có thể phỏng vấn được nhiều chuyên gia, các bạn có thể gửi mail cho nhiều chuyên gia cùng một lúc và câu hỏi chi tiết. Tuy nhiên các bạn mà chờ được các chuyên gia trả lời thì không biết bao giờ đúng không? Đó, mà các chuyên gia đặc biệt là những chuyên gia lớn tuổi thì người ta rất khó khăn trong việc mà thực hiện các cái kỹ thuật công nghệ. Và cách thứ ba nghiên cứu thị trường đó là các bạn điều tra bằng bản câu hỏi qua mạng. Chắc nhiều môn các bạn đã có điều tra này rồi đúng không? Thì cái việc điều tra qua mạng á thì nhanh, các bạn gửi link để khách hàng điều tra, để khách hàng trả lời, cũng giống như các bạn hay nhận được link trả lời các cái điều tra của khoa đúng không? Đó thì một lần các bạn có thể gửi cho 1.000 người trên khắp Việt Nam, tốc độ rất nhanh. Và khi ví dụ các bạn nhập trên Google Docs chẳng hạn, sau đó nó sẽ cho bạn kết quả là một file Excel và nó vẽ hình biểu đồ hình tròn hình cột cho các bạn luôn, thì nó giảm chi phí nhập liệu, thay vì các bạn điều tra bằng bản hỏi giấy các bạn về còn phải nhập liệu mấy ngày mới xong, thì đây nó có sẵn rồi. Tuy nhiên người ta đo rằng cái mức độ phản hồi của một cái việc điều tra online nó chỉ nằm
khoảng dưới 23% thôi các bạn, mức nó khá là thấp ha, khá là thấp, 20 mấy% mà là đã gọi là cao rồi đó các bạn. Ngoài ra doanh nghiệp có thể sử dụng các cái hình thức nghiên cứu thị trường bằng cách là tích hợp các câu hỏi vào trong website của mình ha, thu thập ý kiến thông qua các cái mẫu trên website là bạn có thích cái này không, bạn có thích giao diện mới của website không, hoặc là YouTube các bạn thấy không, lâu lâu các bạn sẽ nhận được các cái điều tra thay vì cái quảng cáo hiện thì nó hiện là quảng cáo của YouTube những ngày gần đây có phù hợp với bạn không á, thì các bạn trả lời không phù hợp, rất phù hợp, hơi phù hợp gì đó vân vân ha. Hoặc là người ta thông qua các cái phần mềm, các cái app để theo dõi quá trình duyệt web của bạn. Bạn bạn ghé ở đâu lâu, bạn thích xem cái kiểu nào, có những cái mẫu sản phẩm mà không ai xem bao giờ chẳng hạn, để người ta tìm hiểu hành vi của khách hàng ha. Ví dụ Facebook người ta có các cái phần mềm, các cái app để theo dõi khách hàng. Thì ví dụ ở đây, ví dụ như là một cái điều tra trên mạng, điều tra thăm dò ý kiến của khách hàng tích vào đây sẽ có kết quả. Nó sẽ ra kết quả như thế này. Cái việc điều tra này không chỉ là biết được cái ý của khách hàng mà sau đó các cái tạp chí hay các cái báo trang web này người ta sẽ biết nhiều về những cái đối tượng này hơn, những cái thứ mà khách hàng chọn hơn, đúng không? Thì chúng ta xem thử là khi mà điều tra thị trường thì chúng ta điều tra ở đâu, ở những cái khách hàng nào ha. Nếu sản phẩm thì các bạn phải xác định cái sản phẩm mà ví dụ nhóm các bạn làm nó thuộc phân khúc nào, phục vụ cho ai. Các bạn không thể nói một cách sơ sài hay là một cách là không suy nghĩ trong cái việc là khách hàng của tôi là khách hàng nữ, nhân viên văn phòng hết ha. Nếu các bạn xác định như vậy thì có phải các bạn tốn chi phí quảng cáo khắp Việt Nam không? Cô thấy có nhiều cái quảng cáo, nó quảng cáo đồ ăn vặt, bánh, các cái loại bánh tươi mà ở Sài Gòn mà nó lại quảng cáo cho cô, đúng không? Khi cô kích vào thì người ta lập tức nhắn tin là dĩ nhiên là nhắn tin tự động là bạn có nhu cầu gì, bạn muốn gì, có muốn được chúng tôi giúp đỡ hay không? Thì cô có muốn ăn cũng đâu thể mua được, nó ở Sài Gòn mà. Hả? Đó, nó ở Sài Gòn làm sao mà mua? Có phải là một cái công ty đó nó đã tốn chi phí quảng cáo một cách vô ích không? Đó. Bởi vì nếu là những đồ khô có thể gửi đi được thì còn nói đây là những đồ tươi không thể gửi đi được mà quảng cáo toàn bộ đối tượng ở Việt Nam như vậy nó rất là tốn chi phí vô ích ha. Do đó chúng ta phải xác định xem khách hàng của chúng ta là ai. Đó chính là phân đoạn thị trường ha. Tại sao chúng ta phải phân đoạn thị trường? Tại sao công ty chỉ nhắm đến một đối tượng nhất định thôi? Sao chúng ta không không một cái thị trường người ta gọi giống như một miếng bánh đó các bạn, một miếng bánh lớn hình tròn. Thì bây giờ tại sao các công ty không ăn hết nguyên cả một miếng bánh mà phải chỉ có thể ăn những miếng nhỏ thôi? Tại sao các bạn nghĩ tại sao? Bởi vì các bạn thấy không? Cái miếng bánh lớn đó thật ra quá nhiều người ăn rồi, ai cũng chen chân vô ăn. Vậy tôi ăn phần nào đây? Tôi phải buộc phải tìm ra một cái khe hở nhỏ, một cái miếng nhỏ, một cái lát nhỏ mỏng nào đó mà chưa có ai đụng đến hết ha. Đó gọi là thị trường ngách hay thị trường hẹp đó các bạn, thị trường ngách. Công ty chỉ cần tìm ra một cái khe hẹp đó thôi là công ty đã thành công rồi đúng không? Và chúng ta buộc phải phân đoạn thị trường giống như cô nói lúc nãy. Bởi vì nếu mà công ty của bạn tài nguyên giới hạn, ngân sách giới hạn thì các bạn làm sao mà ăn hết cả miếng bánh? Các bạn không thể nuốt trôi cả một miếng bánh được, dù cho bạn toàn bộ miếng bánh đó, làm sao bạn nuốt trôi? Bây giờ công ty của bạn là một công ty rau hoa mới ra đời, bạn bán thử sản phẩm organic đó. Dù cho bạn quảng cáo cả Việt Nam đó, bạn có nuốt trôi không? Bạn chỉ có con người là giới hạn thôi, ngay cái việc ship cũng là giới hạn đó. Chi phí cái ngân sách ban đầu vốn của bạn giới hạn thì làm sao bạn có thể nuốt trôi toàn bộ thị trường được, đúng không? Đó. Bây giờ bạn sản xuất gạo organic, làm sao bạn nuốt trôi toàn bộ thị trường Việt Nam được ha? Đó, cái kênh phân phối của bạn đã chưa có nữa. Do đó các cái công ty người ta hay mua lại các cái công ty khác mà đã bị sập rồi các bạn. Là làm tại sao người ta mua làm gì? Mua một đống nợ đó về làm gì?
Thật ra trong cái đống nợ đó nó có cái kênh phân phối của công ty rất tốt. Công ty đó đã từng có các kênh phân phối ở các tỉnh thành cho đến vùng sâu, vùng xa. Bây giờ các công ty mua lại chỉ việc bỏ tiền vốn ra để đầu tư máy móc hay trang thiết bị phía trên thôi. Và cái kênh phân phối đó đã tồn tại sẵn rồi ha. Thường là người ta mua để phục vụ cái kênh phân phối đó các bạn. Nên người ta thường mua lại các cái chuỗi cửa hàng bán lẻ hay là cái chuỗi cửa hàng 24 giờ đó. Ví dụ như là công ty gì nhỉ? Masan hay là công ty gì mới mua lại một phần của The Coffee House ha, 20% của The Coffee House ở khắp cả nước đúng không? Đó. Là mua lại cái chuỗi kênh phân phối của họ. Thì trong marketing truyền thống, việc phân đoạn giữa thị trường dựa trên nhóm tiêu chí nào? Là chúng ta cũng đều đã biết rồi đúng không? Khi mà chúng ta xác định khách hàng của chúng ta thì dựa vào ví dụ dựa vào địa lý, khách hàng của bạn ở thành thị hay nông thôn. À, thành thị cũng chia ra nhiều loại, thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thật ra Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh cái cách tiêu dùng của nó cũng cả đã khác nhau rồi các bạn, không? Rồi nông thôn, vùng thân nông thôn nghèo, nông thôn vùng sâu vùng xa, hay là nông thôn trồng các cây công nghiệp mà như là Đắk Lắk hay là Bảo Lộc rồi đó vân vân, đó vùng miền khác nhau thì nó khác nhau. Rồi các cái đặc điểm về nhân khẩu học, tuổi, giới tính. À, các bạn tập trung vào giới tính nam hay nữ thì cái ví dụ bạn bán hoa tươi hay hoa khô chẳng hạn, bạn muốn người mua là nam hay nữ, dĩ nhiên tặng hoa cho các bạn nữ đúng không? Hoặc là bạn bạn muốn là hoa này có thể tặng cho các cái dịp mà liên hoan chúc mừng ở các công ty lớn đó, thì các cái cách gói khác phục vụ cho giới bình dân thì nó rẻ hơn đúng không? Phục vụ cho giới văn phòng hoặc là các cái cơ quan nhà nước thì giá khác, cái cách gói cũng khác đó. Như vậy cái việc mà giới tính hay là thu nhập trình độ nó khác nhau thì cái ảnh hưởng đến cái việc chọn cái đường hướng đi sản phẩm của bạn. Nên lúc đầu bạn phải xác định rõ cái sản phẩm của bạn phục vụ đối tượng nào cho nó rất là kỹ ha, rất là kỹ. Chúng ta không thể xác định khơi khơi rằng là nữ, là bánh tráng trộn này phục vụ các bạn sinh viên nào ha, sinh viên có được cha mẹ cung cấp bao nhiêu triệu một tháng ha, sinh viên đó là sinh viên tại trường nào hay đi qua khu vực nào ha, phong cách sống là sao đấy, để các bạn biết cái nơi bán phù hợp, chọn địa điểm phù hợp, sản phẩm phù hợp ha, kênh phân phối. Nó ảnh hưởng đến cái 4P của marketing luôn các bạn đúng không? Ảnh hưởng đến cả 4P là sản phẩm, phân phối, tiêu thị đúng không? Và khách hàng của bạn có cái thói quen sinh hoạt mua sắm tiêu dùng như thế nào? Nói chung là ở đây chỉ có đưa ra 4 cái loại tiêu chí để bạn phân đoạn thị trường, phân loại khách hàng của bạn thôi. Tuy nhiên nó có rất nhiều tiêu chí. Thì đây là môi trường marketing truyền thống, còn trong cái marketing điện tử thì người ta chia như thế nào? Chia cái miếng bánh ra như thế nào? Người ta chia rất nhiều loại khách hàng các bạn. Nếu các bạn search trên mạng các bạn sẽ thấy rất nhiều khách hàng. Thì ở đây cô chia ra một số cách phân loại thôi. Ví dụ người xem hàng hóa. Nếu bạn là một người xem hàng hóa thì bạn thích là website của bạn đẹp đúng không? Rõ ràng, hình ảnh đẹp để bạn xem. Xem thì mới thích thú được đúng không? Để tạo dấu ấn. Và đối với những người mà thích tìm hiểu hàng hóa thì website của bạn cần phải có đầy đủ thông tin, có review, có so sánh mặt hàng này, mặt hàng kia ha. Giống như trên trang Thế Giới Di Động mà chúng ta thấy phía dưới cũng có review đúng không? Và nhận xét, so sánh các cái loại điện thoại với nhau. Hoặc là nếu bạn là những người mua thì website của bạn phải thiết kế làm sao cho người ta mua một cách đơn giản dễ dàng, chứ một số website đến mức mua rồi còn bắt nhầm một cái form dài ơi là dài ha. Nhất là cái website mua sách ở miền Bắc á, cô mua mấy lần là cô khiếp, nhưng mà tại vì sách không có ở miền Nam, ví dụ sách cho thương mại điện tử của chúng ta nè không có ở Sài Gòn nên cô buộc phải mua ở cái website bán sách ở miền Bắc, bắt cô nhập form dài ơi là dài ha, rất là mệt mỏi. Nào là họ và tên, nghề nghiệp, địa chỉ, email gì đó. Trời ơi, những cái thông tin không cần thiết tí nào.
tốt nhất là tên và số điện thoại địa chỉ là được rồi, còn nơi ở rồi địa chỉ giao hàng khác nhau nữa đúng không? Nếu mà cái bước này website của bạn không làm tốt thì bạn sẽ đánh mất khách hàng thôi đó. Một cách phân loại khác là những cái nhóm khách hàng, 6 nhóm khách hàng. Khách hàng sự thích sự tiện lợi thì bạn hãy làm sao cho cái website hay cái fanpage của bạn có sự tiện lợi đúng không? Khách hàng thích thể thao giải trí thì bạn hãy làm sao cho cái trang trang của bạn cung cấp thể thao giải trí ha? Ví dụ những cái trang dành cho nam ấy đó, hoặc là ví dụ bạn là những cái trang bán xe cho nam thì thường phục vụ cái mục đích thể thao giải trí ha? Nên người ta thường thiết kế theo cái kiểu phong cách thể thao giải trí cho các cái trang như vậy. Tuy nhiên cái việc quảng cáo trên mạng các bạn biết là cái quảng cáo thì nhiều, tuy chi phí rẻ, tuy chi phí rẻ và các bạn có dữ liệu nhiều khách hàng, tuy nhiên từ cái việc mà khách hàng xem và đến khách hàng mua nó khoảng 1/1000 thôi các bạn. Nó tỷ lệ rất là nhỏ, 500.000 người xem cái quảng cáo của bạn, tuy nhiên khi mua chỉ khoảng 500 người, đó là cao rồi đó. Đó. Và mua lần sau chỉ có 80 người thôi. Cái tỷ lệ mà từ xem cho đến mua nó cực kỳ nhỏ ha. Thì chúng ta đã học cái môn marketing, các bạn đã học cái chiến lược marketing có 4P rồi đó, đúng không? Cái marketing đó người ta gọi là marketing mix, thì trong thương mại điện tử cũng cũng như vậy, gọi là e-marketing mix, tức là marketing hỗn hợp, marketing hỗn hợp gồm 4 chữ P, các bạn đã được học rồi ha. Đó là sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến, đúng chưa? Phân phối và xúc tiến. Thì các cái chiến dịch này là bốn cái phần xuyên suốt trong cái kế hoạch marketing nha. Bốn phần quan trọng và xuyên suốt trong marketing. Lúc nào marketing chúng ta cũng phải chú trọng đến cả bốn cái phần này. Nếu mà công ty của bạn chú trọng vào việc vào sản phẩm thì các bạn phải có các cái chiến dịch tương ứng với cái việc này ha. Đó, nếu công ty của bạn là thực hiện chiến lược giá thì bạn sẽ có giảm giá hoặc làm cái gì đó, các chiến dịch liên quan đến giá ha. Công ty của bạn dạo này có chiến dịch mà nâng cao cái việc tiếp thị của công ty đó, thì các bạn có những cái chiến dịch riêng. Thì đầu tiên là cái chính sách sản phẩm, trong 4 chữ P là chữ P đầu tiên chính là sản phẩm ha. Sản phẩm trong môi trường B2C thì thường người ta dùng các cái thương hiệu mạnh hoặc là các cái sản phẩm số hóa vân vân. Tuy nhiên những cái này nói đến bây giờ thì nó đã trở nên lỗi thời rồi, đúng không? Bây giờ bất cứ sản phẩm nào người ta cũng bán trên mạng, các bạn thấy từ gỗ cho đến vàng kim cương người ta đều có thể bán trên mạng, miễn là cái đó có chất lượng từ một cái công ty thương hiệu mạnh, đúng không? Từ một công ty thương hiệu mạnh thì sẽ bán được thôi. Ví dụ SGC, PNG đó, vàng của những công ty này đều có thể bán được thông qua mạng. Tuy nhiên khi bán sản phẩm thì các bạn phải lưu ý, người ta bán không phải là chỉ có bán cái sản phẩm không đâu. Người ta bán kim cương, người ta còn phải bán kèm theo cả giấy chứng nhận kim cương ha. Người ta còn phải bán kèm theo cái hộp rất đẹp. Người ta còn phải bán kèm theo cái dịch vụ giao hàng tận nhà uy tín mà sang trọng ha. Đó. Như vậy, khi bán sản phẩm chúng ta không chỉ bán cái sản phẩm không mà chúng ta còn bán những cái gì nữa. Cái đó người ta gọi là 3 cấp độ của sản phẩm. Đầu tiên, cấp độ đầu tiên là lợi ích cơ bản của sản phẩm. Ví dụ các bạn mua một cái máy tính để các bạn mua một cái bó hoa chẳng hạn. Cái mua một bó hoa để mục đích là tặng cho người khác. Đó, khi bạn mua một bó hoa thì lợi ích cơ bản là gì? Đó, để tặng đúng không? Thì bó hoa phải như thế nào đó? Cái này người ta gọi là sản phẩm cốt lõi. Sản phẩm cốt lõi là cái mà chúng ta mong muốn đạt được ở sản phẩm. Ví dụ các bạn mua một cái máy tính để phục vụ và học online thôi. Thì đó, cái máy tính thì đó chính là cái sản phẩm cốt lõi. Cái mong muốn của bạn là cái máy tính phục vụ online. Cái máy tính phục vụ học online nó khác với máy tính để chơi game đúng không? Đó.
Đó là cái yêu cầu đầu tiên, gọi là lợi ích cơ bản mang lại cho bạn. Cái thứ hai là những cái thứ mà các bạn sờ hoặc là chạm được á, là cái máy tính ha. Nếu các bạn mua máy tính để học online thôi thì bạn sẽ mua một cái máy tính bình thường, cấu hình thấp chẳng hạn, đó là đặc tính cấu hình thấp rồi chất lượng cũng trung bình thôi, cũng không cần quá cao, miễn là học được là được ha. Và thiết kế cũng không cần quá đẹp để mắc tiền đúng không, chúng ta có thể mua những tên nhãn hiệu như Asus, Acer, Dell gì đó vân vân. Các bạn không cần phải mua tới một cái MacBook để mà học online đúng chưa. Đó, do đó cái sản phẩm cụ thể là cái gì mà chúng ta chạm được, ví dụ bó hoa, máy tính, cái bàn, cái ghế gì đó, đó là những cái thứ mà cái sản phẩm cụ thể ha. Hoặc là chúng ta mua các cái thẻ game trên mạng hay là các cái phần mềm ở trên mạng, đó chính là sản phẩm cụ thể ha. Sản phẩm cụ thể là cái mà chúng ta đi mua đó. Còn đây, sản phẩm cốt lõi là cái mà chúng ta mong muốn là mua được ha, đạt được lợi ích khi mua sản phẩm đó. Và cái cấp độ thứ ba của sản phẩm chính là những cái thứ kèm theo sau bán hàng ha. Ví dụ như là cài đặt miễn phí, em bảo hành bao nhiêu lâu đó, bảo hành tại nhà vân vân. Đó chính là sản phẩm bổ sung ha. Đó chính là sản phẩm bổ sung, ví dụ cái hộp đẹp. Đó là sản phẩm bổ sung. Hoặc giao hàng tận nhà, nhắn gửi lời nhắn giúp cho khách hàng vân vân. Đó. Do đó khi các bạn bán sản phẩm, các bạn không chỉ bán cái sản phẩm cụ thể mà khách hàng chạm vào, các bạn còn bán cái lợi ích dành cho khách hàng nữa. Ví dụ người ta bán, có lúc người ta ra đời một cái dòng máy vai ô mà có màu xanh đỏ chín vàng á, đó là phục vụ, để phục vụ chị em phụ nữ cho cái việc đẹp á, đó chính là sản phẩm cốt lõi ha. Chưa có cái lúc đó chưa có máy tính nào làm các cái loại máy tính có màu xanh đỏ chín vàng phía ngoài mà chị em thích đúng không? Thì đó. Do đó khi các bạn bán sản phẩm, các bạn phải lưu ý cả ba cấp độ của sản phẩm, chứ không chỉ là lưu quan tâm vào cái sản phẩm cụ thể mà mình bán ha. Ví dụ như các bạn khi mua máy tính, bạn mua một cái máy tính thì lúc nãy cô đã nói rồi ha, cô ví dụ cái sản phẩm cốt lõi hiện thực bổ sung rồi đó. Ví dụ bạn mua một cái máy tính để chơi game thì sản phẩm cốt lõi là gì? Là một cái máy tính để chơi game ha, là cái mong muốn có thể chơi game được thì cái máy tính đó. Và sản phẩm hiện thực của bạn nhận được là một cái máy tính. Các bạn muốn chọn một máy tính sao? Màn hình to, cấu hình mạnh đúng không? Con chuột thì dễ cầm tay để thao tác chơi game trong thời gian lâu mà không bị mỏi cổ tay. Rồi sản phẩm bổ sung, ví dụ người ta tặng kèm ba lô đựng máy tính, hoặc là người ta tặng kèm một cái lau bàn phím, hay là tặng kèm con chuột gì đó vân vân. Đó là những sản phẩm bổ sung tặng kèm ha, hoặc là chế độ bảo hành hậu mãi miễn phí suốt đời vân vân. Đó là cái sản phẩm mà bất cứ sản phẩm nào, dù truyền thống hay là e-marketing, các bạn đều phải có những cái ba cấp độ của sản phẩm như vậy. Thì trong e-marketing người ta còn tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới hoặc là hỗ trợ sản phẩm truyền thống ha. Tạo ra sản phẩm mới là ví dụ như sản phẩm gì? Tạo ra các sản phẩm cốt lõi, những cái nhu cầu mà từ trước tới nay không có. Ví dụ khi người ta tạo ra Facebook thì sản phẩm cốt lõi đó chính là gì? Phục vụ cái nhu cầu trao đổi thông tin, nhu cầu cập nhật chia sẻ thông tin của khách hàng. Hoặc là Internet tạo ra các sản phẩm cụ thể, ví dụ như là email, catalog, game vân vân ha. Đó là những cái thứ mà trong truyền thống không có. Hoặc là sản phẩm bổ sung, ví dụ như là các cái dịch vụ thu thuế điện tử, ngân hàng điện tử vân vân. Vậy theo các bạn, khóa học tiếng Anh trực tuyến thì sản phẩm cốt lõi, sản phẩm hiện thực, sản phẩm bổ sung là cái gì? Dạ thưa cô là giáo trình để dạy cái khóa tiếng Anh đó. Các bạn là giáo trình rồi, cô cảm ơn. Các bạn phải phân biệt rõ sản phẩm cốt lõi với sản phẩm hiện thực. Sản phẩm cốt lõi là cái mong muốn nhu cầu của mình nha, mong muốn nhu cầu của mình. Bạn có mong muốn gì sau khóa học tiếng Anh trực tuyến này? Bạn có mong muốn gì sau khóa này? Ví dụ bạn bạn học một cái khóa tiếng Anh về giao tiếp,
thì mong muốn của bạn không phải là đọc viết được, đúng không? Đó, bạn mong muốn gì sau khóa tiếng Anh giao tiếp? Đó, đó, nhu cầu sản phẩm cốt lõi của bạn chính là gì? Có thể giao tiếp được. Đó, là muốn học một cái, muốn học giao tiếp về tiếng Anh, đó chính là cái sản phẩm cốt lõi của bạn, là cái mong muốn của bạn thực sự, chứ không phải là cái giáo trình, đúng không? Cái giáo trình chính là cái sản phẩm hiện thực ha. Sản phẩm hiện thực là những gì mà chúng ta bỏ tiền ra, người ta cung cấp cho chúng ta đó. Người ta sau khi bạn nộp 2 triệu, người ta cung cấp cái gì? Một cái giáo trình nhá, một cái giáo trình rồi kèm theo mấy cái video này đó, vân vân. Đó chính là sản phẩm hiện thực ha. Sản phẩm hiện thực là cái sản phẩm mà lâu nay các bạn đều nghĩ, còn sản phẩm cốt lõi là người ta cung cấp cái giá trị của sản phẩm đó. Giá trị sản phẩm đó ví dụ như là khóa, mục đích giao tiếp, phục vụ mục đích giao tiếp, vân vân. Sản phẩm bổ sung ví dụ như sản phẩm gì? Đặng Sơn Tùng có học không? Có À, theo bạn sản phẩm bổ sung là cái gì? dạ, sản phẩm bổ sung là mấy cái voucher cho mình đăng ký mấy khóa sau Ừ, rồi, còn gì nữa không? cô. Dạ không, em nghĩ được nhiêu đó. Rồi, cảm ơn. Thì ví dụ như người ta tặng voucher, bạn nói đúng rồi đó. Đó, người ta tặng một cái voucher để các bạn giảm giá cho các khóa sau. Ngoài ra ví dụ người ta cho các bạn các cái giờ học thử, đúng không? Học thử miễn phí 2 buổi. Rồi người ta tặng cho các bạn các cái từ điển trực tuyến miễn phí. Đó, là tư vấn miễn phí, đó, các cái tài liệu tặng kèm, đó ví dụ như vậy. Đó chính là cái sản phẩm bổ sung. Do đó các bạn phải phân biệt rõ ba cái cấp độ sản phẩm này. Chúng ta đừng có nhầm giữa cái cốt lõi với cái hiện thực. Cái cốt lõi là cái chúng ta mong muốn, ha? Nhu cầu chúng ta mong muốn, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu ví dụ bán trà sữa thì sản phẩm cốt lõi là gì? Nhu cầu giải khát, uống trà sữa, đúng không? Đó, nhu cầu được uống một cái thức uống như trà sữa. Sản phẩm hiện thực dĩ nhiên là một cái ly trà đó, là cái ly trà sữa. Và sản phẩm bổ sung là gì? Người ta tặng kèm một cái bao giấy gói đẹp nè, có khi tặng bạn tặng kèm một cái kẹo, bánh kẹo hay gì đó, hoặc là cái dịch vụ khách hàng tốt trong cái việc thanh toán tiền, có cho quẹt thẻ gì đó, vân vân. Đó là những cái sản phẩm bổ sung, những cái dịch vụ tặng kèm, hoặc là dịch vụ giao tại nhà, đặt hàng qua app, vân vân. Đó, các bạn thấy cái phân biệt giữa ba cái loại cấp độ sản phẩm này ha. Thì Internet còn hỗ trợ các sản phẩm truyền thống. Ngoài cái việc mà công ty kinh doanh truyền thống thì công ty có thể phát triển sản phẩm mới thông qua điều tra trên mạng nè, hoặc là thông qua cái Internet mà liên kết với các nhà cung cấp, củng cố quan hệ khách hàng, vân vân. Nói chung là công ty có thể vừa sử dụng cái môi trường truyền thống, vừa sử dụng môi trường Internet để mà cải tiến phát triển sản phẩm của mình. Đó. Thì đối với định vị sản phẩm của các bạn á, thì như là trong môi trường Internet thì cái Amazon ví dụ, thay vì các bạn chỉ nói là cửa hàng sách lớn nhất, cửa hàng sách tuyệt vời nhất, hay nhất, thì người ta có thể định vị những cái mà lớn lao hơn, ví dụ cửa hàng lớn nhất thế giới, đúng không? Trong môi trường truyền thống làm gì có thể làm được điều đó, ha? Hoặc là Google là kho thông tin kiến thức chung lớn nhất, những cái là những cái điều mà trước giờ mọi người không nghĩ đến, chúng ta có thể làm lớn nhất trên thế giới này luôn. Đó chính là cái định vị sản phẩm. Còn trong cái môi trường truyền thống, người ta chỉ có thời trang nhất, tiết kiệm nhất, bền nhất, vân vân. Cái cách suy nghĩ, cái ý tưởng giữa hai bên trong cái việc định vị sản phẩm nó cũng khác nhau. Cái chính sách thứ hai là chính sách giá ha. Chính sách giá thì marketing truyền thống thì giá phụ thuộc vào cái chi phí hoặc giá của đối thủ cạnh tranh. Bạn lúc nào ra giá trà sữa của mình tùy thuộc vào cái bà trà sữa bên cạnh bà bán giá bao nhiêu, đúng không? Rồi giá của Đà Lạt bán trà sữa thường giá bao nhiêu đó. Thì trong cái môi trường marketing điện tử này á,
Bạn không thể chia cái giá tùy thuộc vào các cái thị trường khác nhau được. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng á, người ta biết được giá ở những nơi khác. Ví dụ bạn cho giá ở vùng sâu vùng xa thì thấp hơn vùng thành phố chẳng hạn. Nhưng khách hàng người ta biết được là như vậy thì người ta có thể mua trên mạng ở những vùng sâu vùng xa, đúng không? Đó, nên giá thường nó đồng nhất trên tất cả các thị trường. Cái chính sách chữ P thứ ba đó là phân phối. Khi các bạn phân phối hàng hóa số hóa, chẳng hạn như là game hay là phần mềm virus, thì các bạn có thể phân phối qua đại lý, các bạn có thể mua phần mềm virus qua đại lý hoặc là mua trực tiếp ở trên các trang mạng, đúng không? Đó. Tuy nhiên cái việc mua cả hai kênh này nó dẫn đến cái xung đột kênh phân phối các bạn. Xung đột kênh phân phối là như thế nào? Thường thì các đại lý sẽ bán hàng và hưởng chiết khấu. Nhưng nếu khách hàng sẽ toàn thích lại thích là mua ở trực tiếp ở công ty, ở trên mạng hơn, website của công ty hoặc là fanpage của công ty hơn, thì nó sẽ xung đột, đúng không? Ai sẽ mua hàng của đại lý đây? Do đó một số công ty người ta rất là hạn chế cái việc mà bán hàng trực tiếp từ tổng công ty. Ví dụ các công ty may các bạn, ví dụ Việt Tiến hay là An Phước hay cái gì đó, người ta chủ yếu là bán qua các đại lý hoặc là các kênh, các sàn phân phối đó, các kênh bán hàng qua mạng, chứ họ không không có bán trực tiếp qua website của công ty ha, để tránh xung đột kênh phân phối đó. Các đại lý này người ta sẽ kiện rằng là tại sao anh lấy hết khách hàng của tôi thì lấy gì mà tôi bán, đúng không? Làm sao tôi ăn được chiết khấu anh hồng trong khi anh người ta mua trực tiếp chỗ anh rồi ha. Các công ty người ta hạn chế là phân phối trực tiếp qua cái website của mình. Phân phối hàng hóa hữu hình thì nó cũng bình thường thôi, nó giống như là trong cái môi trường truyền thống thôi. Các bạn thấy ở đây, khi mà phát hành một đĩa nhạc chẳng hạn, thì ca sĩ ban nhạc sẽ phát hành qua cái hãng phát hành, hãng sản xuất và băng đĩa nhạc và đại lý bán buôn rồi đến cửa hàng bán lẻ và người mua. Đây là môi trường truyền thống, đúng không? Nhưng đối với môi trường internet thì cửa hàng ảo sẽ xuất hiện ở đây. Thay vì cửa hàng bán lẻ truyền thống thì ở đây là cửa hàng ảo, tức là nó đã làm biến mất cái kênh phân phối bán lẻ này và nó làm xuất hiện cái kênh kênh phân phối mới là cửa hàng ảo ha. Đó. Do đó cái chính sách phân phối trong cái môi trường e-marketing thì nó có thể làm biến mất các kênh phân phối trung gian và xuất hiện các kênh phân phối mới là các kênh phân phối online ha. Đối với chính sách xúc tiến á, cái promotion chữ P cuối cùng chính là xúc tiến. Xúc tiến không chỉ là đi chào mời, đi phát hàng khuyến mãi ha. Các bạn còn có thể mở các cái gian hàng triển lãm hoặc là tham gia các hội chợ xúc tiến, đúng không? Tại sao các công ty phải phải tham gia các hội chợ xúc tiến làm gì? Tới đó người ta mua có bao nhiêu đâu, người ta mua có vài món à ha. Hoặc là đi triển lãm để làm gì? Tốn tiền mở gian hàng triển lãm. Tuy nhiên tới các cái chỗ triển lãm đó thì công ty có thể gặp được các bạn hàng, có thể ký được các hợp đồng lớn nhờ các cái triển lãm hay là các cái hội chợ xúc tiến, đúng không? Ở trên môi trường internet thì các bạn có thể có các hoạt động ví dụ như là giảm giá, giải thưởng voucher, dùng mẫu các cái sản phẩm mẫu dùng thử, rồi các cuộc thi trò chơi vân vân. Đó chính là các hoạt động xúc tiến thương mại. Thì bây giờ cô sẽ mở cái bài cá nhân cho các bạn làm. Đó là tình huống PNG ha. Và các bạn sẽ làm một cái bài bài nhóm. Đó là một, các bạn sẽ tìm một cái tình huống viral marketing ha trên mạng. Các nhóm sẽ nhắn cái viral marketing, các nhóm sẽ nhắn cho cô các cái công ty trước vào trong Zalo cho cô ha, để tránh tình trạng trùng lắp giữa các nhóm nha. Để bây giờ cô sẽ mở cái này cho các bạn, bài cá nhân. Các bạn làm bài đến 11 giờ thì hết giờ nha. Giờ cô sẽ